À, xin chào các bạn, hôm nay cũng cuối tuần gần 29 Tết nè. À, tranh thủ thời gian nghỉ Tết thì làm tiếp những cái clip để cho các bạn học hỏi. Thì trong cái đề tài hôm nay tôi nói với bạn là để là học trong khốn khó và những cái gương của những doanh nhân thành đạt. Thì ông bà ta xưa có cái nói là cái tứ học. Tứ học thì các bạn hiểu là học ở trường, học học du trí là học ở trường, hành du trí là học ở ở trong thực hành để nâng cao kiến thức là học ở trong thực hành, và du trí đó là học trải nghiệm đi để học, và cái học cuối cùng là khổ du trí, tức là học trong khó khăn, trong thất bại, trong cái khốn khó. Thì đó là những cái cách học, bốn cái phương pháp học mà người xưa ta hay 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 nói phổ biến nhất. Thì đầu tiên ta đề cập tới học ở trường, thì sinh ra đi học ở trường rồi, còn học trong thực hành thì cũng cũng rất là được đề cao, và trải nghiệm là du học. Thì các bạn biết thì tất cả những người tại sao các phong trào đi du học, đi nước ngoài học, đi các nước trên thế giới, đi ngay cả đi du lịch cũng 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 học. Thì nhưng quan trọng nhất, người ta đề cao nhất trong cái giới kinh doanh, các bạn nhàn nhàn bình bình bậc trung thì học ở đâu vẫn tốt, nhưng mà trong cái giới kinh doanh, trong những người mà thành đạt vượt trội thì người ta đề cao nhất với vai trò là khổ du trí, là học học trong trong khốn khó, học trong thất bại, học trong khổ, trong những cái khốn khổ để rút ra. Mà trên thực tế ngoài đường đời thì những cái thất bại, những cái khốn khó thì để cho người ta in vào đầu, vào trong đầu óc, vào trong trong lòng người là sâu nhất và nhớ dai nhất và khó quên nhất. Nên vấn đề là những doanh nhân thành đạt, những người thành đạt thì mới 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 có cái sự đề cao, và cái học trong khốn khó, học trong thất bại là như vậy. Thì tôi sẽ nói về một số doanh nhân mà tôi đọc được trong sách và trong những cái kiến thức tôi học được từ trước đến nay. Đầu tiên đó là các bạn thấy là George Soros. George Soros là một cái người Do Thái, ông sinh 1950 tại Hungary. Mà các bạn biết là các bạn đọc những sách về George Soros hay là Soros và Warren Buffett, hay là những nhà đầu tư lừng lẫy trên thế giới này kia, thì những nhân vật đó thì nói về có điều nói về Soros là những cái người là thành công trong cái khốn khó từ cái thời nhỏ. Cái thời nhỏ thì các bạn biết là Đức phát xít Đức đánh chiếm toàn cái vùng châu Âu, và cái Hungary cũng nằm trong cái chiến địa, cái vùng 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 làm chiếm của quân Đức, quân phát xít Đức lúc bây giờ. Thì cái thời Soros lớn lên là sinh 1930, thì các bạn biết là 45 40 45 là Đức Đức Quốc xã gần chiếm chiếm gần 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 hết châu Âu rồi. Thì cái thời đó các bạn biết thời tiểu học của Soros, cái thời trung học cơ sở thì ông ta là được cha mình là một cái quân nhân trong trong cái hàng ngũ chống lại cái nước phát xít, thì rèn luyện cho ông ta, chỉ cho ông ta hàng ngày cái cách làm sao mà để sống sót, che giấu được cái thân phận mình đối với cái nhiệm vụ của ông, của cha của Soros và gia đình của Soros thời thời bây giờ. Và bản thân Soros thì cha luôn dạy là làm sao để sống sót trong cái thời kỳ này, tại vì các bạn biết là Đức Quốc xã là tàn sát người Do Thái cái thế chiến thứ hai, các bạn biết rồi. Thì bản thân Soros và gia đình Soros, cha Soros là người Do Thái, nên trong cái khốn khó Soros đã rèn luyện cái ý chí từ cái thời là năm 1945 40 45 47, tức là ông sinh ra năm 30, ngay cái thời thời lớn lên và rơi vào cái đó. Như vậy thì cái đầu óc tuổi trẻ của ông được rèn luyện trong cái khốn khó như vậy. Ban ngày thì sống ở dưới hầm, thậm chí là đào, cha ông đã đào hầm vượt 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 biên giới để ra tản cư, để đưa đưa vợ con là những cái người anh em sang sang London. Và Soros là sang được được London
năm 1947, rồi sau đó ông mới qua bên Mỹ và đoàn tụ với gia đình bên đó. Nghĩa là một cái thời gian khốn khó từ nhỏ như vậy và rèn luyện cho ông một cái ý chí mãnh liệt, một cái tinh thần chiến đấu là bất khuất, và thắng, ông ta thắng trên mọi thị trường, trên rất nhiều cái thị trường chứng khoán trên thế giới, bắt đầu nổi danh từ 1952 sau khi ông ta đánh sập cái đồng bảng Anh, là có nhờ cái thời trẻ ông ta là rèn luyện được trong trong cái khó khăn như vậy. Thì các bạn đọc thêm về về cái tiểu sử George Soros thì ông ta là có thể là không phải là cái trường phái đầu tư giá trị hay đầu tư tăng trưởng giống như 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 chúng tôi, nhưng cái gương ông ta vươn lên thành công về lĩnh vực tài chính chứng khoán trong cái cuộc đời khó khăn thời trẻ của ông đúc kết, thì đó là một cái chúng ta là phải phải ngưỡng mộ và khâm phục những cái nhân vật này. Cái một cái nhân vật thứ hai tôi nói đến giới thiệu đó các bạn, đó là thành công mỹ mãn trong cái lĩnh vực công nghệ, nhưng ông ta cũng cuộc đời của ông ta rất nhiều cái khốn khó. Đó là Steve Jobs. Thì ông Steve Jobs sinh năm 1955. Thì ông này ở Mỹ rồi. Thì ông thành lập năm 55 thì nằm thành lập Apple là khoảng năm 1970, là khoảng mười mấy tuổi, 15 17 tuổi ông ta đã thành lập Apple rồi. Nhưng cái bi kịch cuộc đời của ông ta là tuyển chọn một cái thằng bạn của mình về làm chung với mình Apple, trong khi ông bạn đó làm ở ở bộ phận là giám đốc bên bên Mexico nước ngọt hay gì đó. Thì ông ta nói một câu kinh điển các bạn mấy biết rồi đó, bây giờ bạn muốn cùng tôi thay đổi cả thế giới hay là chỉ biết quanh năm suốt tháng chỉ biết là bán nước ngọt có được đó. Thì đó là những câu nói kinh điển mà ông ta kéo người bạn ra khỏi cái hãng nước ngọt và về về làm cho Apple. Nhưng các bạn biết rồi, sau năm 1984-85 thì Steve Jobs cũng bị chính ông bạn này đẩy ra khỏi Apple và cuộc đời ông lận đận thành lập nhiều công ty khác nhau. Và các bạn biết trong một cái trả lời cái tờ báo sau năm 97-98 khi ông quay về Apple, thì đúng 11 năm sau ông quay về, năm 96 quay về. Nhưng mà 96 quay về là nhờ là Apple mua lại cái công ty Netflix của ông. Và lúc đó ông về trong vòng tháng 7 năm 96 thì đó, ông kia ông giám đốc cũ nghỉ và ông Steve Jobs đã quay về làm giám đốc Apple lại. Tức là sáp nhập công ty, lúc đó là sáp nhập công ty trở lại, sáp nhập công ty trở lại và ông ta làm giám đốc trở lại. Thì các bạn biết thì trả lời một số báo chí, một số truyền thông lúc đó nói rằng thì ông ta trả lời là ông nói tôi có thể nói được gì, và tôi đã chiêu mộ nhầm người. Ông trả lời trên BBC năm các năm trước đó là như vậy. Thì cái việc rời khỏi bị hất chân ra khỏi cái Apple, chính cái công ty mình sáng lập ra, chính mình kéo bạn mình về làm lãnh đạo trong công ty đó, thì ở tuổi 30 thì bị sa thải khỏi công ty là rõ ràng một điều là theo ông là của cái đời nó bị ám ảnh rất là nặng nề với cuộc đời ông lúc đó bây giờ. Và ông nghĩ là phải từ bỏ việc có thể chuyển sang làm phi công, chuyển sang làm chính trị, một số từ bỏ cái giấc mơ thay đổi thế giới bằng công nghệ của ông lúc bây giờ. Nhưng mọi cái rồi sau đó ông cũng phải thấy có cái điều nó cũng sáng ra và mạnh mẽ trở lên. Thì cũng sau này ông cũng công nhận là ông không có phủ nhận là việc bị sa thải khỏi Apple là điều không hề dễ dàng đối với tôi, nhưng chính từ đó chính vì những chuyện sa thải đó làm cho ông mạnh mẽ lên, tạo cho ông động lực lên và làm cho Apple lừng lẫy sau khi năm 96-97 ông về lại. Và đến 2005 thì ông ta nói tiết lộ là ông bị bệnh ung thư tuyến tụy và ông mất năm 2011. Đó là cố CEO Steve Jobs. Thì ông hưởng thọ chỉ 56 tuổi thôi, ông thọ chỉ 56 tuổi thôi, nhưng đã làm thay đổi cả thế giới nhờ
cái Apple Watch vào. Các bạn biết là hiện nay là gần 1/3 thế giới đang dùng điện thoại trên thế giới là dùng Apple và đồng hồ Apple Watch, tất cả một số thiết bị của Apple, máy tính Apple, rồi thiết bị công nghệ, và nổi trội nhất là trái táo bể cái điện thoại smartphone mà các bạn thấy hàng ngày đó trên thị trường. Đó là cuộc đời nó lưng lẫy, nhưng chính trong cái khó khăn khốn đốn nhất, bị sa thải là chuyện bình thường, nhưng chính sa thải chính bởi cái công ty của mình thành lập trên mình thay ngán mấy chục năm trời, mà quan trọng hơn nữa là chính bị người bạn của mình sa thải mình. Người bạn mình đề bạt lên ban giám đốc và ban giám đốc đã chọn người bạn mình và loại mình ra, trong khi người bạn đó mình đã từng kéo về. Cái này là cay đắng vô cùng các bạn, khốn khó vô cùng trong cái sự nghiệp của kinh doanh của ông ta. Và có thể là thì bị báo chí hay là một số cái nhà sử học thế giới người ta cũng viết lại như vậy, không có cái sa thải năm 1985 đó thì cũng chưa chắc là có cái Apple nó mạnh mẽ và thay đổi cả thế giới như ngày hôm nay. Mặc dù trước đó đã có rồi, đã có Apple rồi, nhưng vẫn là chìm nổi. Nhưng sau cái lần quay về thứ hai làm giám đốc điều hành của Apple năm 1997 sau, thì thế giới mới sáng mắt ra với cái trái táo bể như ngày hôm nay. Thì thêm một cái nhân vật nữa mà tôi nói đến các bạn, đó là Mã Vân, trên tiếng Anh là Jack Ma. Thì ông này sinh 1964 thôi, thì ông là chủ của tập đoàn Alibaba của Trung Quốc rồi, các bạn biết rồi. Ông đã từng qua Việt Nam ở Hà Nội là thuyết giảng với sinh viên Hà Nội đó. Thì Jack Ma thực chất là học thi rớt đại học rất nhiều lần các bạn, nhưng ông ta cuối cùng ta vẫn học đại học với cái ngành là Anh văn chứ không phải là kinh doanh kinh tế, là ngoại ngữ. Và sau đó tốt nghiệp ra trường cũng vẫn thất nghiệp và đi dạy tiếng Anh kèm kiếm tiền, làm gia sư, làm tất cả những cái. Và ông ta khởi nghiệp thất bại cũng hàng chục lần như vậy. Thì các bạn thấy những cái clip mà ông ta qua ông nói chuyện tại Hà Nội đó, thì ông ta thất bại và làm lại. Và cái giấc mơ của ông là cái ý chí ông rất lớn. Mỗi lần thất bại là mỗi lần công ty phá sản thất bại là ông có những cái bài học ra là sâu sắc nhất và rút ra được những kinh nghiệm quý báu nhất từ những thất bại. Cái mô hình thành lập công ty rồi thất bại, thành lập công ty rồi thi đại học trượt, nộp đơn xin việc không ai thừa nhận, trả hồ sơ lại rất nhiều lần, đó là cái mẫu hình của Jack Ma, của Alibaba như ngày hôm nay. Học từ trong khốn khó chính là nhân vật Jack Ma trong cái giới kinh doanh được người ta báo chí nó viết gần đây. Rõ ràng là Jack Ma là cái dân ngoại ngữ chứ không phải là dân kinh doanh, dân kinh tế, quản trị, tất cả cái gì cả. Và cũng chưa có cái tài liệu nói về ông ta có học bằng cấp cao hơn này kia này nọ sau này, nhưng mà chỉ là học trong thực hành kinh doanh và trong cái khốn khó thất bại của doanh nghiệp. Thì đến một cái nhân vật nữa mà tôi nói các bạn, nhân vật này cũng rất là hay. Tôi đọc sách về ông Lý Gia Thành này tôi rất ngưỡng mộ. Và tôi đi du lịch các nơi, thì giả sử các bạn đã từng đi du lịch Singapore, thấy những cái du thuyền nổi tiếng của Lý Gia Thành, du thuyền 5 sao bên Singapore, hay chạy từ Singapore qua Malaysia này, tất cả những khách sạn bất động sản nổi tiếng của dòng gia tộc họ Lý. Thì Lý Gia Thành là sinh 1928, và ông này sanh ở Triều An, Triều Châu và tỉnh Quảng Đông, chứ không phải là Hồng Kông, Trung Quốc như bây giờ. Năm 1940 thì Lý Gia Thành mới theo mẹ lánh nạn sang, lúc đó là Nhật chiếm đóng Trung Quốc thì phải. Thì ông ta lên theo mẹ lánh nạn đến Hương Cảng. Hương Cảng các bạn biết là Hương Cảng có nghĩa là người ta gọi hồi xưa nhưng ngày nay là chính là Hồng Kông đó các bạn. Hương Cảng là Hồng Kông, là một cái thương cảng của người Anh quản lý lúc bây giờ, đó là Hương Cảng là Hồng Kông ngày nay. Thì Lý Gia Thành sống nương tựa vào cái người cậu của bên bên mẹ, thì
cái lúc mà nó là khó khăn khốn đốn đó, thì các bạn biết một cái chuyện mà làm nên với Lý Gia Thành như ngày hôm nay, thì trong cuốn sách Lý Gia Thành nhân vật là giàu nhất châu Á, hay là bất động sản, hay là nghệ thuật đàm phán Lý Gia Thành, hay là các bạn đọc những cuốn sách đó, cuốn sách cũng rất rất là dài, nhưng rõ ràng sách đó nói về một cái chi tiết mà tôi ấn tượng nhất, và tôi nghĩ là đây là cái mấu chốt để ông làm nên cái cuộc đời Lý Gia Thành giàu nhất châu Á với tài sản là 37,7 tỷ đô vào năm 2018, và cũng được Forbes bình chọn là coi như là thành tựu trọn đời đó ở Singapore năm 2006. Thì một cái mấu chốt, một cái sự tích về Lý Gia Thành lúc đó, các bạn biết thì năm 13 tuổi ông sang Hương Cảng, thì lúc đó thì mưu sinh, làm tất cả các nghề để mưu sinh trên trên đất khách quê người. Nhưng mới 13 tuổi thôi, nhưng là Lý Gia Thành lúc đó bị cha mất, bị mất cha. Thì trong cái khốn khó mà đất khách quê người đi làm để trăm nghề để kiếm sống như vậy, thì cha mất nữa, nhà cửa không có, rồi đất đai không có, thì hàng xóm thấy với là những cái bạn bè đồng nghiệp, những người thân hương này kia đó, đồng hương là gom lại tiền để cho Lý Gia Thành mua 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 đất và làm tang cha, và mua đất chôn chôn cha. Thì Lý Gia Thành mới 13 tuổi thôi đi mua đất chôn cha, thì ở nhà làm đám, nhưng trên đường Lý Gia Thành mua đất, đi đến nơi mua đất chôn cha thì gặp phải là nhóm là bất lương côn đồ. Họ dụ, họ chỉ là đất này đẹp này kia nọ cái nọ, là phong thủy tốt, là dụ Lý Gia Thành mới có 13 tuổi mua đất chôn cha. Người ta chỉ ngay chỗ đó, rồi Lý Gia Thành cũng cũng làm giấy mua đất tại chỗ đó. Thì về đám tang thì vài hôm sau tới chừng khiêng quan tài cha ra chôn, thì tới chỗ đất đó thì người chủ đất lại ra nói là chỗ này không phải đất của người đó, chỗ này là đất của người ta. Cái Lý Gia Thành đi mua đất đó là bị người ta lường gạt. Các bạn biết là rất là uất nghẹn, nghèo khó, đã gom góp xin được đồng bạc của láng giềng, bà con người thân đồng hương để mua đất chung cha, mà mua ngay cái bọn lừa đảo, là cái cây đắng tột cùng đối với tuổi 13 của Lý Gia Thành. Thì sau cái chuyện đó thì mới bà con hàng xóm người ta mới gom góp lại cho Lý Gia Thành mua miếng đất khác để chôn cha trên cái quê hương, đất khách quê người Hương Cảng như vậy. Và sau đó thì ông ta làm đủ đủ thứ nghề và thành lập một cái xí nghiệp dừa gì đó khoảng năm 19-20 tuổi, và gây dựng lên và làm cả ngày đêm. Ông ta làm gần như là 18-20 tiếng một giờ. Chính vì cái khốn khó vô cùng như vậy để ông ta vượt lên là như vậy, thì trở thành một cái nhân vật là kiệt xuất về tài sản bất động sản và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng trong tất cả những cái năm sau này. Thì các bạn thấy đó là cái khốn khó cực độ như vậy để tạo lên những nhân vật kiệt xuất châu Á như vậy. Thì rõ ràng nếu chúng ta trong đường đời gặp những cái thất bại như thế nào đi nữa, thì phải nhớ lại những cái gương những người thành đạt, những người thành công, những cái doanh nhân thành đạt như vậy, qua những cái khó khăn như vậy họ trưởng thành, thì chúng ta phải có thêm cái động lực để là vươn lên và tiếp tục chiến đấu, tiếp tục vươn tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này.